những trận mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều khu vực bị ngập sâu, ảnh hưởng đến đời sống của hàng triệu người dân các tỉnh miền Bắc. Các tuyến đường giao thông bị cô lập, nhiều nhà cửa bị hư hỏng nặng nề, trong khi lương thực và nước sạch ngày càng trở nên khan hiếm. Đã có 326 người chết, mất tích do lũ lụt, nhiều khu vực ven sông đã bị nước lũ nhấn chìm, khiến hàng trăm hộ gia đình phải di dời khẩn cấp. Mưa lớn đã gây ra sạt lở đất, làm tê liệt giao thông và cô lập hàng chục bản làng. Các địa phương gấp rút thực hiện chạy đua cùng thời gian để di dời người dân đến nơi an toàn, đồng thời tổ chức vận chuyển lương thực, thực phẩm và thuốc men để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng. Hãy cùng theo dõi bản tin tức để hiểu rõ hơn về tình hình hiện tại và những nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm giúp đỡ người dân miền Bắc vượt qua khó khăn này. Mưa lớn do ảnh hưởng sau bão số 3 gây ra lũ lụt, sạt lở đất khắp các tỉnh Lào Cai, Thái Nguyên, Cao Bằng, Yên Bái, Lạng Sơn khiến nhiều người thiệt mạng, hàng nghìn gia đình phải rời nhà trong đêm đi sơ tán chạy lũ. Tại Thái Nguyên, mưa lớn sau bão số 3 gây ra một đợt lũ lịch sử trên sông Cầu. Mực nước lũ vào ngày 9 tháng 9 là 2,85m, cao hơn 1,5m so với báo động 3, cao hơn 0,36m so với trận lũ lịch sử. Mưa lớn từ thượng lưu sông Cầu tại tỉnh Bắc Cạn kết hợp với mưa lớn ở tỉnh Thái Nguyên khiến mực nước sông Cầu dâng cao, gây ngập lụt tại một số phường, xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, khiến hàng nghìn hộ dân mắc kẹt trong vùng lũ. Tôi cảm thấy có nghĩa là nó nguy hiểm là vì ở chỗ là từ khi có nghĩa là từ năm 2001 đến bây giờ mới có trận lụt như thế này thì là vì nhiều lúc anh em ở đây có nghĩa là cứ trêu đùa không bao giờ có lụt nhưng mà không ngờ đến năm nay có nghĩa là mưa nhiều như thế nó lại lụt như thế là vì tôi không nghĩ là nước lên nhà cơ. Nhưng không ngờ nước lại lên tận nhà ngập đến sâu mức độ này còn ngập có nghĩa là sâu hơn năm 2001 rồi. Đến nói chung là đến nhanh quá. Mọi người thì cũng chủ động được rồi nhưng mà vẫn không thể sơ tán được kịp hết. Tôi cũng mong là nhà nước này nó đi ra để ra hết để xong là coi là cháu mang cháu về thôi. Không nhớ lắm mấy hôm nay là không nhớ, 3-4 hôm nay chú bảo ai mà chả nhớ. Thiếu lương thực, nước sạch, nhu yếu phẩm và điện sinh hoạt đang khiến cuộc sống của người dân tại đây gặp không ít khó khăn. Nhiều tuyến đường nằm sâu trong thành phố Thái Nguyên cũng gặp tình trạng ngập đến hiện nay. Dù nước đang rút, nhiều khu vực tại thành phố Thái Nguyên vẫn chìm trong nước, có nơi ngập sâu. Dù chưa ghi nhận thiệt hại về người, song thiệt hại tài sản ước tính hàng trăm tỷ đồng, nhiều người dân mất trắng tài sản. Khu này thì nó ngập cũng sâu, phía dưới xuống dưới một chút nữa thì nó ngập hết cả tầng 1. Nhiều nhà cấp 4 thì người ta còn phải hết cả nhà, đồ đạc các thứ thì chắc chắn là người ta sẽ bị mất hết rồi. Hơn 25 qua em sống ở khu vực này thì em chưa từng gặp một trận lũ lịch sử như này bao giờ. Và tài sản của nhà em và khả năng là rất là nhiều những nhà khác đều đã có thể là mất sạch ạ. Sau cơn bão này. Trên 40 năm thì có trận lũ lịch sử này và nhà tôi thì ngập hết tầng 1. Hiện tại thì đang thiếu nước và thiếu điện. Và khó khăn thì chúng tôi đi lại mọi thứ đều rất là bất tiện. Và giá cả thì cũng tăng. Nhà con trai tôi thì ngập hết, nào là tivi, tủ lạnh kê nên tưởng là như thế là ổn nhưng ai ngờ nước nó lại ngập hết, hỏng hết, coi như là kể cả xe máy các thứ các loại ngập chùm ngùm hết, không còn cái gì. Nói chung là cũng thiệt hại nhưng thôi thì thiên tai làm chứ cũng mọi người cũng phải cố gắng vậy. Mưa lũ cũng khiến nhiều khu vực bị chia cắt, cô lập, hơn 200 nhà dân bị tốc mái, 44 điểm trường bị ngập, 31 điểm bị sạt lở, hơn 3.000 hecta lúa và hoa màu bị thiệt hại và hơn 5.000 hộ dân phải di dời. Tỉnh Lào Cai đã trải qua một trận lũ quét tàn khốc, nhấn chìm toàn bộ thôn làng lũ thuộc xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, nơi có 35 hộ dân sinh sống. Vụ lũ quét xảy ra vào sáng ngày 10 tháng 9 đã làm xóa sổ thôn bản này,
với hơn 37 hộ dân bị ảnh hưởng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành quyết định công bố tình huống thiên tai khẩn cấp, huy động tối đa nguồn lực ứng phó mưa lũ. Đến thời điểm hiện tại, tại Lào Cai đã có 72 người chết, 111 người mất tích. Đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết đến 8 giờ ngày 12 tháng 9, mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội đang dừng ở mức 11,20m, dưới báo động 3. Hoàn lưu bão số 3 đã gây mưa lớn, sạt lở tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc, nhiều nơi đã xảy ra những tai nạn thương tâm. Nước sông vẫn đang dâng cao, rút chậm gây xáo trộn đời sống nhân dân. Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, do ảnh hưởng của bão số 3 và mưa lũ sau bão, các địa phương đã thống kê thiệt hại tính đến 22 giờ ngày 11 tháng 9 năm 2024 có 326 người chết, mất tích, trong đó Cao Bằng đã có 34 người chết, 18 người mất tích. Tại Yên Bái là 40 người chết, 4 người mất tích. Hải Phòng có 2 người chết do bão. Hải Dương có 01 người chết do bão. Hà Nội có 1 người chết do bão. Hòa Bình, 5 người chết do sạt lở đất. Lạng Sơn có 3 người chết do lũ cuốn, sạt lở đất. Bắc Giang là 2 người chết do lũ cuốn. Hiện, công tác cứu hộ, tìm kiếm người mất tích và khắc phục hậu quả đang được các địa phương gấp rút thực hiện, chạy đua cùng thời gian. Những chiếc thuyền di chuyển trên những con đường ngập nước để mang những nhu yếu phẩm cần thiết đến những người dân bị ảnh hưởng nặng nề.